hết 30.000 ông kia bán cái ống chắc không. Mấy giờ vậy, bữa nay cũng 3 giờ rưỡi phia đi luôn hả, sáng đi luôn hả? 3 giờ rưỡi sáng, cỡ 3 giờ, đợt này chắc cỡ 3 giờ đi rồi, nặng về sớm. Còn rồi 6 giờ mấy là tới 6, chưa được 6 giờ tới qua ô môn rồi. Đủ hết chưa em? Đủ hết đồ hết chưa? Đồng Tháp nha, có huyện nào Đồng Tháp nữa ta? Tăng Hồng phải không? Hồng Ngự. Hồng Ngự Đồng Tháp. Hồng Ngự vô xã đó phải không? Hồng Ngự vô xã xã Phú Thuận A, xã Phú Thuận B. Đúng rồi, xã Phú Thuận B luôn. Quá dữ. TF 160. Giống bồ hổm, giống là con được rồi luôn á. Con hôm kia chứ, hôm kia phải không? Mới hôm kia, hôm qua, hôm kia, hôm qua. Hôm qua. Hôm qua em, hôm qua ông đi mới đi về. Hôm kia đúng rồi, nhưng mà chả hôm qua mới về. Ăn ngon tuột xuống cho trụng thời thà trọng thùng đó. Ở đi gì rồi có dừng điểm nào không? Đi là đái dĩa trên xe luôn. Đi góp gì ba? Chứ đâu có, đâu có ghé chỗ nào đâu. Ghé ghé đi chỗ nào có ghé mà. Rồi trọng thùng lên.